Fort Blocking. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 23 tháng 10, 2015. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam yêu cầu táo Trung Quốc thay bao bì gây tranh cãi về chủ quyền. Trung Quốc bác chỉ trích về hải đăng trên Biển Đông, sốt xuất huyết lan tràn khắp châu Á. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Giới hữu trách Việt Nam yêu cầu mặt hàng táo của Trung Quốc phải hủy hoặc thay đổi bao bì gây tranh cãi về chủ quyền trước khi bán sang Việt Nam. Báo Nhà nước dẫn nguồn tin từ Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho hay, từ cuối tháng 9, xuất hiện các thùng táo đỏ Phú Sĩ có trọng lượng 10kg xuất xứ từ Trung Quốc, có in hình một hòn đảo và quốc kỳ Trung Quốc, kèm dòng chữ song ngữ Anh Hoa rằng đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc. Quần đảo Điếu Ngư mà Nhật gọi là Senkaku là nơi Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp chủ quyền. Hãng tin DPA của Đức hôm nay dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Phạm Trung Vịnh nói các nhà nhập khẩu phải hủy các thùng bao bì nếu muốn nhập mặt hàng táo này vào Việt Nam. Cục trưởng Nguyễn Ngọc Triều từ chối xác nhận thông tin này với VOA Việt ngữ, nhưng khẳng định rằng Việt Nam dĩ nhiên sẽ có biện pháp ngăn chặn các hành động xuyên tạc sự thật. Đúng rồi. Những mặt hàng mà nó vi phạm những cái ấy thì người ta sẽ không mà nó xuyên tạc sự thật. Nếu mà có cái gì đó thì ấy thì chắc chắn là Website của Hải quan Việt Nam nói táo Trung Quốc nhập khẩu vi phạm pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, và rằng Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường kiểm tra chặt chẽ đối với sản phẩm vừa kể. Vẫn theo Hải quan Việt Nam, thì việc Trung Quốc lợi dụng hoạt động thương mại để tuyên truyền chủ quyền tại các khu vực đang có tranh chấp làm ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại của Việt Nam và các quốc gia liên quan. Chưa có bình luận chính thức từ phía Trung Quốc về động thái này của Việt Nam. Trước đây, Việt Nam từng tịch thu bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc và các ấn phẩm in thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do du khách Trung Quốc mang vào Việt Nam. Hồi năm 2012, Việt Nam đã từ chối đóng dấu vào hộ chiếu chứng thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc nếu họ sử dụng passport có in bản đồ chính đoạn tuyên truyền cho chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố không tìm cách thay đổi nguyên trạng Biển Đông bằng các ngọn hải đăng vừa xây tại đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 21 tháng 10 khẳng định Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa và các vùng biển lân cận. Chúng tôi tuyệt đối không nhất thiết phải xây hải đăng để tăng cường tuyên bố chủ quyền. Phát biểu được đưa ra sau khi Bắc Kinh bị phản đối gay gắt từ Việt Nam và Philippines, hai nước Đông Nam Á cũng có tuyên bố chủ quyền tại khu vực. Việt Nam hôm 15 tháng 10 nói công trình xây dựng hải đăng của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, gây phức tạp tình hình và làm leo thang căng thẳng. Đầu tuần này, Philippines tố cáo là các ngọn hải đăng của Trung Quốc rõ ràng cố ý làm thay đổi nguyên trạng Biển Đông và cho biết là Manila dứt khoát không chấp nhận hành động đơn phương của Trung Quốc. Bắc Kinh nói các ngọn hải đăng ở đá Châu Viên và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa nhằm hỗ trợ an ninh hàng hải. Nhưng các chuyên gia và giới ngoại giao cho rằng đây là một hành động khéo léo của Bắc Kinh hầu tô đậm tuyên bố chủ quyền tại khu vực tranh chấp căng thẳng này. Hàng ngàn người ở châu Á mắc bệnh sốt xuất huyết trong những tháng gần đây, gây sức ép lên các dịch vụ y tế và làm nổi bật sự cần thiết cho một chiến lược dài hạn chống căn bệnh có thể gây chết người. Philippines, Miến Điện, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam là những nước đã chứng kiến những vụ gia tăng đáng kể căn bệnh do muỗi truyền sang, trong khi thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang hứng chịu đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong gần 20 năm qua. Các chuyên gia y tế cho biết, bệnh viện bị quá tải khi hàng ngàn người với những triệu chứng như sốt cao, nôn mửa và đau khớp được đưa vào chữa trị. Sốt xuất huyết là bệnh nhiệt đới lây lan nhanh nhất thế giới. Không có thuốc đặc trị dành riêng cho virus này và người bệnh thường được yêu cầu nghỉ ngơi, uống nhiều chất lỏng, uống thuốc để hạ sốt và giảm đau khớp. Một nhà điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc tố cáo cách tiếp cận của Ngân hàng Thế giới đối với vấn đề nhân quyền là không thành thực, lạc hậu và hết sức đáng lo ngại. Giáo sư Philip Alston, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nghèo túng, cùng cực và nhân quyền, nói rằng tổ chức đặt trụ sở tại Washington với 188 quốc gia thành viên phải thừa nhận rằng họ không còn có thể tách rời nhân quyền ra khỏi việc tài trợ phát triển. Ông Alston nói, dù Ngân hàng Thế giới thường hay nói về vấn đề nhân quyền, nhưng thực tế là khi phát triển chương trình ở từng nước và đưa ra lời khuyên thì vấn đề nhân quyền không được nhắc tới.
Trong một báo cáo gần đây chỉ trích gay gắt một cách bất thường, ông Austin mô tả cách tiếp cận của Ngân hàng Thế giới đối với nhân quyền là không mạch lạc, phản tác dụng và không bền vững. Ông nói thêm rằng ngân hàng phần lớn là khu vực phi nhân quyền và là một tổ chức mà những chính sách hoạt động xem nhân quyền giống như một căn bệnh truyền nhiễm hơn là những giá trị và nghĩa vụ phổ quát. Tuy nhiên, ông Austin cũng chỉ ra vai trò quan trọng của Ngân hàng Thế giới trong cuộc chiến chống HIV/AIDS và Ebola và cho biết rằng ngân hàng đã đóng vai trò then chốt trong chương trình phát triển bền vững trong 15 năm tới. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tố cáo Cộng hòa Séc giam giữ di dân và người tị nạn trong các điều kiện làm hạ phẩm giá. Theo Cao ủy trưởng Zedriyad Al-Hussein, các báo cáo đáng tin cậy từ nhiều nguồn cho thấy là những vi phạm nhân quyền tại Séc với di dân là có hệ thống. Ông cho biết Cộng hòa Séc thường xuyên giam cầm di dân và người tị nạn trong 40 ngày và trong một số trường hợp lên tới 90 ngày. Họ thường bị lục soát để lấy tiền trả cho chi phí giam giữ hàng ngày. Ông Al-Hussein cũng nói rằng các biện pháp của Séc dường như để ngăn cản di dân và người tị nạn tràn vào nước này. Liên Hiệp Quốc ước tính có hơn 600.000 di dân và người tị nạn trốn chạy chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Á đã tới châu Âu trong năm nay. Khoảng 3.000 người đã bỏ mạng trong lúc vượt biên. Các vụ tấn công trên toàn cầu do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thực hiện mỗi ngày tăng hơn 40% trong quý 3 năm nay, theo báo cáo mới công bố của tạp chí quốc phòng James. Nghiên cứu ghi nhận từ tháng 7 tới tháng 9 có 1.086 vụ tấn công của Nhà nước Hồi giáo trên toàn cầu. Trung bình có gần 12 vụ tấn công mỗi ngày, tăng tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo ghi lại các hoạt động tại những nước mà Nhà nước Hồi giáo tuyên bố là lãnh thổ của họ ở Syria, Iraq, Ai Cập, Libya, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Ả Rập Xê Út, Bắc Caucasus và Algeria. Nga loan báo đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự trên quần đảo Kuril hiện trong vòng tranh chấp với Nhật, nằm ở ngoài khơi phía đông nước Nga và phía đông bắc Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày hôm nay cho biết Moscow chuẩn bị lập một căn cứ lớn và hiện đại trên quần đảo, đồng thời cũng sẽ lắp đặt các thiết bị nhằm bảo vệ lãnh hải trên đó. Tranh chấp giữa Nga với Nhật về quần đảo này vẫn chưa ngã ngũ kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Shoigu nói Nga sẽ lập các căn cứ quân sự tại Cape Smith, khu vực nằm ở vùng duyên hải phía đông của vùng tự trị Churchill, cũng như trên đảo Wrangel nằm ở phía đông bắc đại lục thuộc biển Churchill. Các căn cứ quân sự mới của Nga ở vùng bờ đông chỉ nằm cách duyên hải ở vùng cực tây của Mỹ vài trăm cây số. Một phụ nữ Đài Loan sinh con trên một chuyến bay của hãng China Airlines khi đang trên đường tới Mỹ hồi tuần trước, được cho là đã bị trục xuất và tách rời khỏi đứa con. Một số cơ quan thông tấn tuần này loan tin người phụ nữ đã bị từ chối nhập cảnh Mỹ và đã trở về Đài Loan mà không có em bé. Truyền thông Đài Loan cho biết người phụ nữ đã giấu không cho hãng hàng không biết là mình đang mang thai để đẻ con ở Mỹ. Một hành động có thể khiến cô gặp rắc rối với nhà chức trách ở Đài Loan. Chiếc máy bay của China Airlines đang trên đường từ Đài Bắc tới Los Angeles hôm 8 tháng 10 thì người phụ nữ lâm bồn. Chuyến bay phải chuyển hướng lên thành phố Anchorage thuộc bang Alaska nhưng em bé chào đời trước khi máy bay hạ cánh. Theo Taipei Times, thì hãng China Airlines đang tìm kiếm khoản tiền bồi thường từ người phụ nữ này vì những phí tổn và làm chậm trễ gây ra bởi việc cô ta sinh con trên máy bay. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. We are especially pleased to screen the film tonight as it coincides. Những lời phát biểu, reporting Vietnam exhibit. Những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả. What additional words of wisdom? Và cả câu hỏi của một bạn trẻ dành cho những người đang ngồi trên sân khấu này. Tất cả đều đang hướng tới một bộ phim, Vietnam America. So you wanted to leave to seek freedom in which country? United States. Why the United States? It is the country of freedom. Sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975,
ước tính có hơn 2 triệu người Việt đã phải rời bỏ quê hương. We refer to that Exodus as the boat people. Half of them. Trong số đó có võ sư vào Việt Nam, Nguyễn Tiến Hóa. Gia đình ông đã rời Việt Nam trên chiếc thuyền gồm 75 người. Võ sư Hóa là người sống sót duy nhất. 40 năm sau, đoàn làm phim Việt Nam America đã theo bước chân võ sư Hóa trở về Đông Nam Á để tìm mộ của vợ và hai người con đã mất của ông. Kể về cơ duyên tham gia bộ phim, võ sư Hóa cho biết. Và sự đau thương ấy, dù rất khó khăn khi phải nhớ lại, nhưng cũng đã được võ sư Hóa tái hiện lại trong bộ phim. Sau buổi công chiếu phim ở New Zealand, như một vị khán giả nhận xét, bộ phim đã đưa vào những hình ảnh đau buồn nhất về những gì xảy ra trong thời kỳ hậu chiến. Mặc dù vậy, theo lời giáo sư Louis Sorley, một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, ông mong muốn sẽ có nhiều khán giả trẻ đi xem bộ phim này. Ông Sorley đã tốt nghiệp từ trường quân sự danh giá West Point, là một nhà sử học chuyên nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam và đồng thời là tác giả cuốn sách A Better World, được đề cử giải Pulitzer. Tôi muốn thấy các bạn trẻ tới xem. Họ không có quan điểm phức tạp về cuộc chiến và do đó họ có thể học được điều gì đó giúp họ hiểu được cuộc chiến thực sự là gì. Tôi hy vọng những người trẻ sau khi xem xong bộ phim có thể hiểu được đây là một cuộc chiến đáng để chiến đấu. Người dân Việt Nam xứng đáng nhận được sự giúp đỡ và nó có thể đã kết thúc theo một cách khác. Hoàn toàn hiểu được cuộc chiến chỉ thông qua một bộ phim tài liệu dài 90 phút có lẽ không mấy dễ dàng. Nhưng ít nhất, những khán giả trẻ như cô Jessica Phan, đại diện của nhóm Hoa Khôi Việt Nam ở khu vực thủ đô Washington DC đã có một cái nhìn sơ lược về hành trình nhập cư của những người thuộc thế hệ cha mẹ cô. Đồng quan điểm với giáo sư Sorley, võ sư Hóa cũng mong muốn những bạn trẻ sẽ trở thành đối tượng khán giả đông đảo của bộ phim. Tuy nhiên, ông còn hy vọng có thêm một nhóm khán giả khác đi xem bộ phim. Bộ phim tài liệu Việt Nam America được Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ New Zealand bảo trợ công chiếu để bổ sung cho cuộc triển lãm Reporting Việt Nam khai mạc hồi tháng 4 năm 2015 nhằm đánh dấu 50 năm ngày bộ binh Mỹ chính thức tham chiến ở Việt Nam và 40 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Sau khi ra mắt tại New Zealand hôm 17 tháng 10, bộ phim Việt Nam America đã được trình chiếu tại rạp Lumen ở tiểu bang Virginia vào ngày Chủ nhật 18 tháng 10. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera. Kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin quý vị gửi về VOA bạn làm báo avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.